Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài tập thư giãn toàn thân ngày hôm nay. Ở bài tập này thì Huyền sẽ hướng dẫn các bạn những động tác mang tính phục hồi cho cơ thể và tâm trí, đặc biệt là những nhóm cơ mà chúng ta được sử dụng nhiều sau một ngày dài làm việc mệt mỏi như lưng, cổ, vai, gáy. Khi cơ thể được giải tỏa căng thẳng thì tâm trí cũng trở nên thoải mái và giúp cho chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn, cân bằng năng lượng nhiều hơn. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào buổi tập nhé. Đang ngồi trên tư thế thoải mái, đẩy thẳng cột sống lưng, cuộn nhẹ vùng xương cụt, vươn hai tay qua đầu, đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít sâu, kéo căng vai, vươn giãn toàn bộ các đốt sống. Gập người về phía đầu gối phải, từ từ hạ khửu tay xuống, thở ra, chúng ta nhấn mông bên trái và kéo giãn toàn bộ vùng cơ liên sườn bên trái. Tiếp tục siết bụng, vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu vào. Đổi bên, gập người đầu gối trái, thở ra. Thả lỏng toàn bộ cơ liên sườn bên phải của mình. Siết bụng, nâng cao lồng ngực, hít vào. Chậm chậm đổi bên sang bên phải, thở ra. Nâng người lên, đan tay, hít sâu, kéo căng vùng cột sống của mình lên, vươn nhẹ cằm, rồi thở ra, gập người đầu gối trái, thả lỏng toàn bộ cơ liên sườn phải. Một lần cuối, đan tay, hít vào, rút cơ bụng, nâng lồng ngực của mình lên, chậm chậm gập người đầu gối, thở ra, hạ khủ tay xuống. Chúng ta cố gắng nhấn mông của mình xuống nhé. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Thả lỏng toàn bộ lườn trái. 4. 3. Dướn ngực lên. Chúng ta không cố cúi đầu xuống ạ. 2. 1. Siết bụng, từ từ vươn người về giữa. Hít vào. Chậm chậm đổi bên. Hạ khử tay xuống, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Ta cảm nhận sự căng ở bên liên sườn của mình này. 4. Mỗi lần thở ra ta lại mềm ra một chút nữa. 3. Vặn người ra sau sang phải một chút. 2. 1. Siết bụng, nâng người, vươn hai tay, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Chậm chậm đặt bàn tay phải vào đùi trái, nghiêng người sang bên phải, thở ra, mắt nhìn qua vai. Hai tay dang ngang, hít vào. Chậm chậm đổi bên, thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, siết bụng về giữa. Hít sâu, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Chậm chậm đặt tay phải lên đùi trái, nghiêng người sang phải. Thở hết ra, giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cố gắng cảm nhận sự kéo giãn toàn bộ lườn lên các ngón tay. 4. Mỗi lần thở ta lại hạ vai xuống. 3. Cố gắng hít thở đều nào. 2. 1. Chậm chậm về giữa. Hít vào, rút bụng nâng cao lồng ngực lên. Đổi bên, nghiêng người sang bên trái. Thở ra. Ta kéo giãn toàn bộ cơ liên sườn bên phải. Giữ và hít thở đều. Cố gắng thẳng tay bên trên nhé. 5. Mắt nhìn qua vai nào. 4. 3. Mông trái xuống. 2. 1. Chậm chậm nâng người lên. Hít vào. Vươn căng lồng ngực. Hai tay chống phía sau. Thở ra. Ta ngón tay cái hướng về phía mông. Xoay vai. Nâng cao lồng ngực,
Hít vào, đẩy mông lên, vươn cằm, mắt nhìn về phía trước, không ngả cổ ra sau. Thở ra, hạ mông xuống, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, đẩy căng vùng cột sống. Chậm chậm vặn người sang bên trái, thở ra, đi tay ra phía sau, thẳng cột sống lưng và mắt nhìn theo vai. Tiếp tục, vươn hai tay lên, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Bạn xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, đẩy mông lên. Vươn ngực về phía trước nhiều hơn. Chậm chậm, hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, rút cơ bụng của mình lại, kéo căng vùng vai. Vặn người sang bên phải, đi tay ra sau nhiều, thở hết ra, mắt nhìn theo vai. Tiếp tục một lần nữa, hít vào, vươn căng vùng cột sống lên. Hai tay chống phía sau, thở ra. Rồi, xoay vai, nâng ngực, mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng siết chặt cơ bụng, đẩy mông về trước. 4, 3, 2, 1. Thôi chậm chậm, bạn hạ mông của mình xuống. Vươn tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên trái, vòng tay phía sau nhiều, đẩy thẳng cột sống lưng, thở hết ra. Rồi lúc này ta đổ người về trước một chút này, sau đó vòng tay ra sau nắm lấy đùi của mình, sau đó thẳng lưng lên và mắt nhìn ra sau. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Ta đổi bên nhé. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Chậm chậm vặn người sang phải, thở ra. Lúc này ta vòng tay ra sau, nắm lấy, đẩy căng ngực lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, cố gắng vặn người ra sau hơn một chút nữa. 2, và 1. Tay vươn lên cao, hít vào, rút cơ bụng, nâng vùng cột sống của mình lên. Vươn người gập về trước, thở ra. Đi tay và chán xuống thảm. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, cố gắng cảm nhận sự căng giãn ở phía sau phần lưng. Kéo giãn phần dưới cơ mông lớn. Thả lỏng toàn bộ cơ đùi. 3, hít thở đều. 2, và 1. Nâng người của mình lên. Tay vươn lên cao, hít vào. Hai tay đặt đầu gối, thở ra. Đặt xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, khép sát khử tay của mình lại, vươn cằm, ngửa cổ một chút. Thở ra, cuộn lưng ra sau, cằm chạm hõm cổ và mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục, xoay vai, hít vào, uốn cong lưng, khép sát hai phần khử tay. Thở hết ra, siết bơ bụng vào bên trong, tách hai vai của mình phía sau ra và cằm chạm cổ, siết nhẹ cơ bụng. Một lần cuối, xoay vai, uốn cong lưng của mình, giữ và hít thở đều. 5, vắng vướn cằm lên. 4, cảm nhận vùng ngực của mình nó đang được mở rộng để hít được nhiều oxy hơn. 3, 2, 1, rồi hít vào, cuộn lưng ra sau, hóp bụng, thở hết ra, giữ ở đây. 4, 3, 2, và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào, gập tay bên trái, tay phải đặt lên khử tay, thở ra này, ra, hít, lôi vai lên. Sau đó kéo khử tay sang bên phải. Đó, ta thả lỏng toàn bộ cái vùng cơ vai này. Giữ và hít thở đều. 5. Đẩy tay ra sau, siết nhẹ cơ bụng nhé. Thả lỏng vùng vai. 4. 3. 2.
1. Chậm chậm vươn tay lên qua đầu, hít vào. Đổi bên, gập khử tay trái, đặt tay lên khử tay này. Sau đó này, hít, nâng vai, thở ra kéo khử tay sang bên trái này. Thả lỏng toàn bộ vai phải của mình, giữ và hít thở đều. 5. 4. Thư giãn vùng vai. 3. 2. Và 1. Rồi chậm chậm hai tay ra ngang. Đặt hai tay lên đầu gối. Xoay nhẹ vai thôi. 4. 3. 2. 1. Chậm chậm bạn quay ngược lại. 5. 4. 3. 2. Và 1. Rồi, mời các bạn duỗi thẳng hai chân về phía trước, thả lỏng chân. Sau đó chúng ta gập chân bên trái và duỗi thẳng bên phải. Em đang hô cùng phía với mọi người đấy ạ. Ta tách hai mông của mình ra nhé. Dựng mũi chân của mình lên và mở rộng đầu gối trái sang bên trái. Vươn hai tay lên qua đầu, hít sâu vào, rút bụng, kéo căng toàn bộ vùng cột sống lên. Gập người về phía trước, đi tay, rồi hạ khử tay, thở ra, dựng mũi chân và cái mông bên trái của mình vẫn nhấc xuống nhé. Tiếp tục, tay vươn lên cao, hít sâu, vặn người sang bên trái, tay đặt gối, tay ra sau, mở căng lồng ngực, kéo giãn toàn bộ vùng người của mình, vùng thân người, hít vào. Tay phải chống phía sau, thở ra. Hạ mũi chân trái xuống, chống gối, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Hạ mông xuống chậm chậm, thở ra. Dựng mũi chân bên phải, vươn hai tay lên cao, hít vào. Xoay người về phía chân, gập người, thở ra. Ta dướn lồng ngực của mình lên nhé, và cố gắng là không bị cong lưng, đầu cổ thả lỏng. Siết bụng, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về phía trước, vươn dài toàn bộ cuộc sống của mình, thở ra. Rồi mình giữ ở đây và hít thở đều nhé. 5, cố gắng đi tay. 4, hai mông cân bằng, nhấn mông trái xuống ạ. 3, thở đều, thả lỏng toàn bộ vùng cơ kheo chân và cơ lưng. 2, 1. Rồi chậm chậm bạn siết bụng, nâng người lên, tay vươn lên cao, hít vào. Vặn người sang bên trái, đặt tay vào gối, tay phía sau, xoay vai, đẩy ngực và mắt nhìn ra sau. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3. Cố gắng vặn xoắn thân người mình ra sau hơn nữa. 2 và 1. Rồi, chậm chậm về giữa. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu. Hạ tay trái phía sau, thở ra. Tay sát mông và xòe 5 ngón tay của mình ra. Hạ mũi chân xuống, siết bụng, hít vào, đẩy mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, mở căng ngực nào. 2, 1, chậm chậm hạ mông của mình xuống. Dựng mũi chân lên luôn. Tay vươn lên, hít vào. Xoay người về phía chân, gập người, thở ra, giữ và hít thở đều. 5, mỗi lần hít này, ta lại duỗi lưng ra và thở lại hạ khử tay của mình xuống. 4, cố gắng vươn dài cột sống nào. 3, hít thở đều đi tay một chút nữa, sao cho bụng gần đùi nhất có thể. 2 và 1. Rồi chậm chậm bạn nâng người lên, tay vươn lên qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Mời bạn vòng chân phải qua đầu gối trái, vươn cao tay lên, hít vào, kéo căng toàn bộ vùng cơ liên sườn bên trái. Chậm chậm vặn người sang tay này, chúng ta đẩy giữa ngực, thở ra và vặn người ra sau, mắt nhìn
sau vai. 4. Hít thở đều. 3. Cảm nhận sự căng giãn ở vùng lườn của mình. 2. 1. Rồi, tiếp tục tay lên cao. Hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Mời bạn đổi chân. Duỗi thẳng chân trái sang trái và mở rộng đầu gối phải. Hai mông cân bằng ở trên thảm. Tay vươn lên qua đầu. Hít vào, rút bụng, nâng cao vùng cột sống của mình lên. Gập người về phía giữa hai chân. Đi tay, sao cho mông phải của mình vẫn nhấn xuống. Và hạ khửu tay, thở hết ra. Cố gắng kéo giãn vùng cơ kheo chân. Siết bụng, nâng người của mình lên. Hít vào, vươn toàn bộ cột sống lên. Chậm chậm đặt tay trái lên đùi phải, tay phải phía sau. Nâng cao lồng ngực và chúng ta vặn vai, mắt nhìn vai phía sau, thở hết ra nào. Trở về, tiếp tục vươn hai tay, hít sâu vào, nâng cao vùng cột sống của mình lên. Hạ tay phải chống phía sau, thở ra, mũi chân trái xuống, gối lên, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Hạ mông thật chậm của mình xuống, thở ra, dựng mũi chân, tiếp tục vươn tay qua đầu, hít sâu vào, nâng cao vùng cột sống. Xoay người về phía chân trái, gập người về chân, thở hết ra, cố gắng kéo giãn toàn bộ cơ kheo chân của mình nhé. Duỗi lưng, mở ngực. Một lần cuối nào, hít sâu vào, vươn căng vùng cột sống của mình lên. Gập người giữa hai chân, thở ra, và đi tay. Rồi, giữ và hít thở đều. 5, mông phải nhấn xuống ạ. 4, thả lỏng và tập trung vào hơi thở. 3, cố gắng lên ạ. 2, 1. Rồi, chậm chậm bạn nâng người lên. Tay vươn lên qua đầu, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang bên phải, tay trái đặt gối, thở hết ra, xoay vai mở ngực và mắt nhìn ra sau, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào, tay phải chống phía sau, thở ra, gối xuống mông lên. Hít vào, mở căng ngực, uốn cong lưng. Rồi, giữ ở đây và thở đều. 4, 3, 2, 1. Chậm chậm bạn hạ mông của mình xuống. Dựng mũi chân lên luôn. Tay vươn lên cao, hít sâu. Xoay người về phía chân, gập dài về phía chân. Thở ra, giữ ở đây. 5, cố gắng hít duỗi này. Sau đó chúng ta thở hạ, kết hợp với hơi thở để chúng ta đỡ bị đau hơn và chúng ta thả lỏng được toàn bộ các cơ kheo của mình nhiều hơn. 2, vươn dài cột sống nữa nào. Và 1, hơi chậm chậm bạn nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng vai, hai tay xuống, thở ra. Bây giờ vòng chân trái qua đầu gối phải, hạ hai mông của mình xuống thảm nhé. Rồi, vươn cao tay phải, hít sâu vào, kéo căng giãn toàn bộ vùng lườn. Vặn người sang bên trái, đặt khử tay qua gối, đẩy tay vào giữa ngực và mắt nhìn ra phía sau. Giữ ở đây và hít thở đều, bắn lưng lồng ngực của mình lên và đẩy thẳng cái phần thắt lưng dưới để chúng ta không bị đau lưng nhé. 4, 3, 2 và 1. Rồi, mời các bạn duỗi thẳng hai chân và thả lỏng chân của mình. Sau đó chúng ta tiếp tục này, gập chân bên phải và duỗi thẳng chân trái ra phía sau. Sao cho chân trái phía sau chúng ta úp hết đùi của mình xuống này và mở gối phải sang bên phải một chút. Rồi, mông phải của mình nhấn xuống, tay đặt gối, tay phía sau, xoay vai, hít sâu.
nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Gắng này, mở rộng toàn bộ vùng thân phía trước. Chúng ta đỡ tạo phần áp lực vào lưng dưới nhé. Gắng dướn ngực lên nữa nào. Hít thở đều. 4. 3. Mở vai ra sau. Vươn nhẹ cằm lên phía trước cho chúng ta không ngả cổ. 2. Và 1. Rồi chậm chậm đi tay trái về phía giữa thảm. Vươn cao tay phải lên. Giữ ở đây. 4. 3. Kéo căng tay hơn nữa nào. 2. Và 1. Rồi chậm chậm hạ tay xuống. Ta đi người về phía trước. Chán xuống thảm. Úp hết đùi bên trái xuống. Hít thở đều. Và chúng ta cảm nhận sự căng ở phía đùi bên phải của mình. Bây giờ chúng ta cảm nhận nó và chúng ta thở ra, thả lỏng. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ đùi bên phải. Thả lỏng vùng cơ lưng. Điều hòa hơi thở một chút. 4 3 2 1 Giữ nguyên tư thế. Gập chân phía sau. Tay phải vòng ra sau lưng, nắm lấy bàn chân. Sau đó chúng ta hít vào này. Thở ra kéo gót chân về phía mông của mình. Giữ ở đây, hít thở đều. Bạn kéo đến khi nào mà bạn đau, không chịu được thì mình dừng lại nhé. Và giữ thở đều thôi. 4 3 2 1 Chậm chậm hạ chân xuống. Nâng người của mình lên. Chúng ta đổi bên. Gập chân trái phía trước. Và duỗi thẳng chân phải phía sau. Mở rộng đầu gối trái sang bên trái. Và úp hết đùi bên phải của mình xuống. Rồi. Tay đặt lên gối này. Tay ngang với lại hai tay song song với nhau. Xoay vai ra sau. Hít sâu vào. Nâng lồng ngực của mình lên. Vươn nhẹ cằm về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 6 5 Thả lỏng toàn bộ vùng lưng. 4 Cảm nhận vùng thân trước của mình đang được kéo giãn ra. Cơ ngực của mình đang được mở rộng. 3 2 1 Rồi đi tay phải về phía giữa thảm. Vươn cao tay trái lên. Giữ ở đây nhé. 3 Hít thở đều nào, siết nhẹ cơ bụng ạ. 2 1 Chậm chậm bạn gập người về phía trước. Hạ khửu tay xuống. Sau đó chán xuống thảm. Lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được vùng cơ đùi bên phải. Và phần cảm nhận được phần cơ đùi bên trái đang được đau. Và chúng ta thả lỏng nó ra. Và bây giờ chúng ta chuyển chân. Gập chân trái. Và duỗi thẳng chân phải ra phía sau. Mở rộng đầu gối trái sang bên trái. Chúng ta cố gắng là úp cái hông bên phải xuống nhiều nhé. Xuôi mũi chân ra sau. Rồi một tay đặt lên gối. Một tay đặt thẳng hàng song song với nhau. Xoay vai. Nâng cao lồng ngực. Hít vào. Thở ra. Chúng ta uốn cong lưng một chút. Luôn luôn siết cái bụng của mình lại. Rồi chúng ta hít thở bằng lồng ngực nhé. 5 4 Vươn nhẹ cằm lên chứ chúng ta không ngả cổ. 3 Hít thở đều. 2 Cảm nhận vùng thân trước của mình đang được kéo giãn. Và 1 Rồi từ từ đưa tay phải về phía giữa thảm. Sau đó chúng ta vươn cao tay trái lên. Hít thở đều ở đây. 4 3 2 1 Sau đó bạn đi tay về phía trước. Hạ khửu tay xuống. Hạ trán xuống thảm. Lúc này chúng ta sẽ cảm thấy căng ở bên mông phía đùi dưới này của chân trái. Thì bây giờ chúng ta sẽ thả lỏng nó ra và hít thở đều nhé. Điều hòa hơi thở của mình nào. Vì một ngày chúng ta làm việc và chúng ta ngồi, chúng ta đi nhiều nên là cái cơ đùi này nó cũng sẽ rất là mỏi. Khi chúng ta thả lỏng như này, thư giãn được phần cơ đùi, cơ mông lớn và cơ lưng. 3 2 1 Giữ nguyên tư thế. Gập chân phải phía sau. Tay trái vòng ra sau lưng, nắm lấy chân. Sau đó này, hít vào. Thở ra. Kéo sát gót chân về phía mông của mình. Khi nào bạn thấy căng đau thì chúng ta dừng lại và hít thở đều thôi ạ.
4 3 2 1 Rồi, chậm chậm bạn hạ chân xuống và nâng người lên. Rồi, mời các bạn nằm ngửa. Hai chân mở rộng bằng hông, hai đầu gối này song song với nhau và mũi chân của mình cũng song song với nhau. Hai tay chạm vào phía gót chân của mình. Hơi lách vai, khép nhẹ vai vào trong. Hít sâu vào, chúng ta siết chặt cơ bụng và nâng mông lên. Siết cơ đùi một chút nhé. Đẩy căng lồng ngực về phía trước gần cằm nào. Thở ra chậm chậm. Bạn hạ mông lưng của mình xuống. Tiếp tục. Hít vào. Lên cao. Thở ra. Hạ mông xuống. Hai lần nữa nào. Hít vào. Mông lên. Ngược lên. Thở ra. Một lần cuối. Hít vào. Mông lên cao, ngược lên cao. Siết cơ bụng lại. Siết cơ đùi. Giữ ở đây. Hít thở đều. 4 3 2 1 Rồi chậm chậm bạn hạ mông xuống và lưng xuống. Mời bạn về tư thế cánh bướm ngửa. Rồi, chúng ta đặt tay lên đùi này. Ta cuộn nhẹ cái phần xương cụt lại để sao cho không bị võng thắt lưng nhé. Võng thắt lưng chúng ta bị đau lưng dưới đấy ạ. Rồi, thả lỏng toàn bộ cơ đùi trong. Hít thở đều, siết nhẹ cơ bụng để bảo vệ vùng lưng. 10 9 8 7 Hoàn toàn thư giãn vùng cơ đùi. 6 Vỗ mạnh hơn nữa nào. 5 4 3 2 1 Rồi, chậm chậm chúng ta khép gối lại. Hai tay dang ngang. Hít vào, phình căng bụng của mình lên. Hạ gối sang bên phải, mắt nhìn sang trái, thở hết ra. Tắc tỏa, thả lỏng toàn bộ vùng cơ lưng phía sau. Tiếp tục, hít vào, về giữa, nâng chân lên. Thở ra, hạ chân sang bên trái, mắt nhìn sang bên phải. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít sâu, nâng hai chân lên, phình căng lồng ngực. Chậm chậm bạn hạ chân sang bên phải, đặt tay lên đầu gối, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Đổi bên nhé. Nâng chân lên, hít sâu vào, chậm chậm đổi bên sang trái, thở ra, ta đặt tay lên trên, giữ ở đây, hít thở đều, 4, 3, mắt nhìn về phía tay phải để kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ bên trái, 2, 1, rồi nâng chân lên, đó, hai tay ôm gối, ta bật chân, lên. Thở ra xuống, hít vào bật chân lên. Đã cảm nhận từng đốt sống của mình đang được lăn và mát xa lưng trên thảm. 4 3 2 Và 1 Rồi, mời cả lớp chúng ta về tư thế xác chết một chút nhé. Duỗi thẳng hai chân, ngửa lòng bàn tay, xòe cái 5 ngón tay của mình ra và hai chân tách rộng bằng thảm. Nhấn hết phần thắt lưng của mình xuống. Hít thở đều. Đưa hơi thở vào cơ thể của mình. Rũ bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít thở sâu và chậm để cân bằng nguồn năng lượng. Cảm nhận cơ thể mình đang được thư giãn
sau một ngày dài mệt mỏi và tập một bài thật là thoải mái cho cơ thể và tinh thần. Lúc này chúng ta cần tập trung vào hơi thở nhiều hơn. Hít sâu vào, phình căng bụng, đẩy căng ngực. Thở ra, hóp sâu bụng lại, hóp sâu ngực lại. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa, hít sâu. Chậm chậm thở ra. Lắc hai tay, lắc hai chân. Chống chân trái lên. Nghiêng người sang bên phải. Rồi chúng ta từ từ ngồi dậy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Hãy cùng thực hiện bài tập này đều đặn trước khi đi ngủ, để ngày mai khi thức dậy thì chúng ta cảm thấy cơ thể mình được dẻo dai, linh hoạt hơn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Namaste.